đã nghe lời rồi mình và nó tự động làm cho nên. Nhà thưa Cảnh Toàn có muốn đóng góp. Dạ thưa, tôi cũng xin tiếp lời anh Huệ. Thì mình làm pháp luân thường chuyển để làm cái gì? Mình dùng cái nguyên khí của trời đất, của vũ trụ để mình quân bình cái cơ tạng của mình, cái ngũ tạng của mình, tim can tỳ phế thận. Khi nào mình làm cái pháp luân thường chuyển, mình có thể quân bình được cái ngũ tạng rồi đó. Khi là mình hít cái pháp luân thường chuyển nó thông á, thì cái người ta gọi là ngũ khí trường nguyên, cứ nghĩa là năm cái nguồn luồng điển của ngũ tạng nó sẽ đi lên trên cái bộ đầu. Có nghĩa là lúc đó là tự năm cái luồng điển đó, tức là lục căn lục trần, nó đã tịch thụ ở trên cái bộ đầu rồi. Tức là họ đã bắt đầu, họ từ ở dưới cái trung thừa của mình, họ đi lên trên cái thượng thừa, tức là cái bộ đầu, thì họ có thể hít được cái càn khôn vũ trụ, họ có thể hít thẳng được cái nguyên khí của trời đất, không cần nhờ mình đưa vào trong cái bên trong của cơ tạng nữa. Thì tới lúc đó là lục căn lục trần họ đã tự tu rồi. Thành ra khi mà chủ nhân ông mà chỉ nghĩ tới cái chuyện rằng là pháp luân thường chuyển, thì tự động năm cái luồng điển trong cái ngũ tạng, tức là lục căn lục trần, họ sẽ tự động hít thở. Và nhờ đó mình mới thấy rằng là cái luồng điển ở trong người mình tự động nó chạy đều lên. Thành thử chủ nhân ông không cần phải ra lệnh nữa, họ đã tiến đến cái trình độ rằng là họ đã lên trên cái bộ đầu. Và khi mà chủ nhân ông hay là không cần chủ nhân ông, tức là ra lệnh nữa, thì tự động cái pháp luân thường chuyển nó cũng chạy, có thể là mỗi ngày nó chạy 24 tiếng đồng hồ. Thì tôi xin đóng góp là cũng nhờ cái pháp luân thường chuyển, mình đem cái nguyên khí vô, mình quân bình cái ngũ tạng, cho tới cái ngũ tạng khi nào mà nó lên được trên bộ đầu rồi, nó nghe lệnh, nó tự động nó tu rồi đó, thì mình khỏi phải làm nữa, tự động nó tu. Thì chủ nhân ông chỉ ngồi ra lệnh thôi, hay là dùng cái ý để chuyển thôi là tự động nó chạy hết. Tôi xin hết. Dạ, có bạn đạo nào muốn đóng góp thêm về cái phần thở bằng ý không? Và cái điều kiện nào, trình độ nào thở bằng ý, đúng là thở bằng ý? Thì xin ban kỹ thuật cho xem cái phần video 14 trước. Thì đến lúc chúng ta làm pháp luân bằng ý, vừa chuyển, ý tôi muốn đẩy rúng, đẩy ngực tung lên bộ đầu, thì tự nhiên nó chuyển và nó quy hội lên trung tâm bộ đầu. Quy hội trung tâm bộ đầu để chi? Để học đạo, hòa với thanh giới, rồi nó mới đi tới sát xuất, tạo cái hạt quang tự vệ tự tiến. Xem luôn, cho nghe luôn cái phần audio số 6. Cho nên hơi thở của chúng ta đang thở đây là gì đấy? Hơi thở đây là sự thanh nhẹ của đấng cha lành đang ban bố trong nội tâm của chúng ta. Cho nên các bạn làm pháp luân càng làm càng nhiều, càng dài càng nhẹ, thì cái tri giác của các bạn là nó khác, thay đổi. Nó đi tới vô cùng, vô tận. Sau này các bạn chỉ dùng ý chí không là các bạn làm được pháp luân thường chuyển. Mà ban đầu các bạn phải e ạch hít thở, sau này dùng ý chí là các bạn nói làm pháp luân là nó đã làm pháp luân rồi. Nó nhẹ vô cùng, nhẹ tới mức đó. Rồi không có người bây giờ người ta cũng đạt được hít ngay trung tâm bộ đầu, dùng ý chí mà chuyển thông xương sống ngũ tạng, thì lúc đó con người nó thanh nhẹ vô cùng và vui vẻ vô cùng, vui vẻ trong cái sự du dương tiến giải, cho vui vui vẻ ồ ạt như những người ở thế gian bày biểu cho nó vui cười hà hà. Cái đó chúng ta không có. Chúng ta thanh nhẹ trong tâm khảm chúng ta, cái luồng điển ngũ sắc ngũ quan, quyền sắc quyền quan của nội tâm của chúng ta cứ chuyển tiến mãi 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 mãi. Cho nên tâm linh của các bạn có những sự thắc mắc, xin cho xem phần video 15 luôn. Thưa thầy, tu cao rồi mình thở bằng ánh sáng. Bằng ánh sáng đó là mình hưởng trực tiếp cái hào quang của bên trên. Nếu mình tưởng Phật thì Phật chiếu, mà tưởng Thượng Đế thì Thượng Đế ban. Thầy thế nào là thở ánh sáng? Thì anh đang là thở bằng ý chí, cái ý anh tưởng là nó chạy xuống mặt. Không sáng. Cần phải hết thấy ánh sáng rõ ra. Cho nên nhiều người ta viết sách thì có một cái tia sáng từ đấy lên, người ta vẽ như vậy. Thì mình người nào lại không có cái tia sáng này, thì tại chưa tập trung, chưa mở. Tập trung nó phải có một tia sáng thì đây lên. Ngài xin nghe cái phần A audio 57 luôn. 57 với 24. Nói các bạn đang hít đây bây giờ thì các bạn thấy hơi chưa? Một ngày kia các bạn hít vô thấy cũng như không có hơi, nhẹ
Rồi một ngày nọ các bạn thấy tôi vừa nói hít là nó thấy tràn ngập ánh sáng vô trong cơ tạng của tôi rồi chuyển lên bộ đầu đều sáng. Cho nên trong lúc đó tôi nói hít mấy tiếng đồng hồ cũng được, vì tôi thấy nó chạy vô mãi 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 với tôi. Đó là người ta được thanh nhẹ rồi. Mình không mới tu đây, mình chưa làm được, chưa mở được bộ đầu, chưa khai thông xương sống, thì mình không có thể so sánh với người đã làm lâu. Đó. Cho nên mình tu được đến đâu, nói đến đó là quý. Bởi vì cái cơ tạng của mình và hoàn cảnh và cái nghiệp quả của mỗi người đều khác nhau. Nhiều người tới đây nghe sự thanh nhẹ, ôn tồn quá giải, con người được trung tiên bộ đầu mở thấy sáng suốt nhẹ nhàng. Cho nên bây giờ các bạn ngậm pháp luân là hít vô lỗ mũi chứ, sau này các bạn hít trung tiên bộ đầu. Lúc mà bạn hít được trung tiên bộ đầu, con người còn tươi hơn nữa, thông minh hơn, sáng suốt hơn, dễ chịu hơn. Coi cái chết không có nghĩa lý gì, phải chết. Thấy rõ ràng, automatic mang chú phải chết. Chú không có làm gì mà tránh khỏi cái ải chết hết. Ăn ở không, muốn xài nhiều có nhiều cũng chết. Đó thì các bạn vừa nghe thầy nói thở bằng ý cũng như thở bằng ý chí. Khi mình hít, mình ra lệnh, hạ lệnh đó, thì nó ánh sáng nó tràn ngập qua bộ đầu rồi. Mình không còn, lúc đó mình không còn hít thở nữa. Nhưng mà cái ý chí nó chuyển chạy thông cả xương sống, thông cả bộ đầu. Những người nào mà chưa có thông xương sống, chưa có thông bộ đầu, chưa hít bộ đầu được thì chuyển cái ý nó không có được sáng như vậy. Và cái người thở bằng ý được, vừa chuyển ý là cái bộ đầu nó sáng choang. Lúc đó mà kêu bằng hít bằng ánh sáng, không phải hít bằng hơi nữa. Dạ. Thầy khoan để Miko chị nói. Sự thật tôi cũng thở pháp luân thường chuyển đi qua, giống như thầy nói. Lúc đầu có một khoảng thời gian nó cứ bắt cơ thể tôi, nó cứ bắt hít. Càng hít đến một lúc nó nổ bộ đầu tôi một cái, lúc đó thì tôi hít hoài nó không có đầy nữa. Thì lúc đó tôi cứ hít, tôi có hỏi thầy tại sao bây giờ con hít nó không có đầy, thì ông thầy cười. Nhưng mà cho đó về sau tôi không phải là hít một tiếng, hai tiếng, ba tiếng giống như mà các bạn đạo thường nói, mà tôi muốn hít bao nhiêu cũng được, hít cả ngày cũng được nếu tôi ngồi tôi hít. Mà phải hít chứ không phải là không hít. Nhưng mà hít rồi không có thở ra, nó đi ngõ nào không biết. Nhưng mà sau lần sau tôi mới hiểu là tôi hít rồi, nó đi vô giống một cái vòng rồi nó đi lên. Nó vào rồi nó vòng nó lên, giống như là một vòng tròn nó chuyển trong người tôi nó lên. Cho nên về sau tôi làm việc mệt nhọc hay cái gì đó, tôi chỉ hít một chút xíu là nó khỏe. Thành ra cái trường hợp đó, nhưng mà nếu mà làm pháp luân thường chuyển mà nó dùng ý, thì nếu mình nói như vậy nó có hơi cao siêu quá, khó quá, nhiều người ta không hiểu. Cứ bình thường mà hít đi. Rồi cái hít đầy rúng, đầy ngực, tung lên bầu đầu cứ như vậy rồi mình càng ngày mình hít càng sâu lên đó, thì tự nhiên nó khai thông, nó mở. Chứ còn chưa, mình chưa có hiểu gì, mình nói bằng ý, bằng đầu thấy nó khó, làm người ta cũng khó hiểu lắm đó. Thì ở đây sở dĩ mà đặt ra cái vấn đề thở bằng ý, tại vì có nhiều người ngộ nhận thì đọc sách, nghe nói về bắt chước, nói giờ tôi thở bằng ý, cho nên mình mới đem cái vấn đề đó ra mổ xẻ để cho thấy là nó không phải đơn giản như vậy. Chứ không phải là nói vấn đề cao siêu, nói đến vấn đề cao siêu để cho mình đừng có bị nhầm lẫn. Tại vì có nhiều người chưa có hít thở được mà nói giờ tôi thở bằng ý, cho nên vì lý do đó mới thở. Mình mới đem cái vấn đề này ra nghiên cứu để cho biết trình độ nào mới thật sự thở bằng ý, chứ không phải là nói ra để kêu bằng đạo thở bằng ý. Thành ra cái vấn đề đó nó quan trọng ở chỗ đó, cho nên mình phải đề cập tới để cho bạn đạo biết nên tiếp tục. Bởi thở. Vậy, đó. Bởi vậy không... cho nên nói là mình cái pháp, mình cái thực hành cho nó đúng, đừng có sửa pháp. Không. Cứ hít như vậy rồi cái càng ngày cái hơi mình nó càng mạnh nó mới nó thông lần cái đường xương sống, cái đốc mạch nó lên rồi tự nhiên đến một ngày mình cứ cái hơi mình càng lúc mà càng mạnh thì tự nhiên nó bung ra thôi. Chứ mình chưa có biết thì mình nghĩ ra nhiều chuyện đó, nhiều khi nó đi lộn xộn không có biết đâu. Cho nên nếu mà có chuyển cho bạn bè thì cũng nói là cứ tập đầy rúng đầy ngực tung luôn đầy bò càng tung bộ đầu càng lúc càng ngày càng sâu, càng ngày càng mạnh thì nó sẽ khai thông. Yeah, cái lý do mà mới đem ra cái vấn đề pháp luân thường chuyển bằng ý, tại vì tôi cũng có nghe nhiều người nói họ thở pháp luân thường không được, họ thở bằng ý.
Bởi vậy tôi không có thể cái đó được. Thành ra mình phải nghiên cứu cho kỹ để mình đừng có vấp phải những cái sai lầm ngộ nhận đó. Mình chưa có trình độ mà mình nói về tôi thở bằng ý, tôi thở dài dạch, tôi thở không xong thôi, giờ qua thở bằng ý cho nó nhẹ. Cái đó là mình bị gạt. Bị có thể căng. Nó có thể là gọi bị, là sửa pháp luôn đó. Bị lục căn lục trần nó gạt, nó làm biến thở nó nói, thôi giờ thở bằng ý đi, khỏi mất công nó thở. Có thể là sửa pháp luôn đó. Tại mình làm vậy mình không có biết nó làm sao, nhưng mà mình cứ đi từ từ như vậy là tự nhiên nó thì đương nhiên là phải đi từ từ rồi, nhưng mà ở đây mình mổ xẻ để cho thấy là mình đừng có đi bước qua cái vấn đề này mà khi mình chưa có được khai thông. Tôi đồng ý, nhưng mà nhắc lại cho rõ, sau khi mổ sẽ nhắc lại cho rõ đó, nhắc cho lại trong cái trật tự. Mình không có chưa, bởi vậy tôi mới nói cái điều kiện nào mà mình mới khi mình hít vô, mình vừa ra lệnh mình thấy bộ đầu sáng choang á, nó bảo đảm. Rồi bây giờ tôi cũng có thể hít ngoài mà không có thở ra. Chưa có sáng, là khi nào mà hít vừa ra lệnh một cái, hạ lệnh một cái là cái bộ đầu sáng choang. Như trong này thầy nói đó, lúc đó mình hít. Thầy nói vậy, còn mình hít vô hít mà cái luồng điển lên bộ đầu thì những người tu lâu thì người ta thông rồi, nó vừa nhắm mắt là nó lên bộ đầu đó, cái đó dễ thôi. Nhưng mà cũng không phải vì lý do đó mình bỏ cái hơi thở. Khi nào mà mình chứng nghiệm được, mình hít cái hơi vừa mới hạ lệnh là nó sáng choang bộ đầu. Ok, lúc đó là mình chắc còn chưa có sáng, bộ đầu chưa có sáng thôi. Mình tiếp tục hít đi. Khi mình làm pháp luân chuyển chuyển đến khi nhâm đốc mạch được khai thông thì hành giả có trạng thái nào? Kính thưa Phật đạo, theo cái kinh nghiệm của tôi có đó, thì khi cái nhâm đốc mạch nó thông đó, thì mà khi nó bắt đầu thông đó, cái luồng điển nhâm đốc mạch giữa cái miệng như nè, nó mới đầu nó chưa thông thì nó giật thời gian nó thông đó, nó chạy một luồng điển từ đốc mạch nó chạy vòng đây, nó chạy xuống đây, nó chạy mỗi lần thiền chạy 3 vòng như vậy. Mà khi mà nhâm đốc mạch nó thông đó, thì chiếc chán nó sẽ sáng. Xin đóng góp cho Phật đạo là vậy. Cảm ơn anh. Có ai có ý kiến gì khác không? Xin ban kỹ thuật cho xem cái phần video 27. Khi làm pháp luân thường chuyển cho đến khi nhâm và đốc mạch khai thông thì hành giả sẽ có trạng thái như thế nào? Nhâm đốc mạch khai thông là con người nhẹ nhàng, nghĩ tới bộ đầu là điểm rút liền, và tâm lúc nào cũng không bận rộn vì ngủ gan nó giải rồi. Các bạn có biết cái phần hồn nó nhập vô bản thể nó đi bằng ngã nào vô tới cái khám tối của nó không? Khi mà nó nhập vô bản thể nó đi bằng ngã nào để nó vô cái khám tối của nó? Khám tối nó là cái tim á. Câu này hơi khó. Nếu mà chưa nghe thầy giảng thì chắc cũng không hiểu. Nhưng không biết có bạn đạo nào nghe qua còn nhớ không chứ? Cái này không có thể đoán được. Vô trong rồi đi ngã nào, nó vô đỉnh đầu rồi nó đi đâu nữa, đi qua ngã nào để vô tim? Đúng rồi, cái phần hồn nó đi vô cái ngã đó, và mình phải khai thông cái bộ phận nào mà mình nhắm mắt mình mới thấy sáng ở trong cái người mình đó. Phải khai thông cái bộ phận nào để mình khi mình nhắm mắt là mình thấy sáng? Này qua tới phần pháp lý thì nó hơi khó hơn chút, nhưng mà để mở trí thôi. Mình không biết thì mình nghe thầy giảng thôi chứ cũng không có sao, không có bắt buộc. Nếu mà không có ai trả lời, xin cho nghe cái phần audio 61. Không nên thở bạn ngực, thở bạn ngực là không được. Thở hít, vừa hít vô là nó vô rút, rồi nó mới phá đằng sau cái cặp đó. Cái cặp đó là cái thiên môn của bản thể, nó khai thông cái đó mình nhắm mắt mới thấy sáng được, còn cái đó chưa có khai thông không thấy sáng được. Cái đó là cái niết bàn á, cái thiên môn bản thể là cái niết bàn. Lúc mà cái hồn mình từ bên bộ đầu xuống rồi qua cái trung tim chỗ cái cặp đó là nó xoáy một cái thì nó đưa luôn vô trong con tim, mà nó cứ quay 24 tiếng đồng hồ. Mà bây giờ mình hết sức thanh tịnh á, mình bước xuống tại luân hư cảnh á, mình mới vô đó, mình mới thấy cầu, thấy rồng rồi này kia, mình mới bước qua được. Chứ còn không có thấy gì hết. Phải làm pháp luân buộc nó vô rúng trước mới lên ngực, chứ đừng cho vô ngực trước rồi xuống rúng sau, cái đó nó sai lắm. Đó, thành ra cái thầy có giảng là cái trái cặp đó, nó rất là quan trọng.
nó là thiên môn của bản thể. Tại khi phần hồn mà bị giam nhập xuống thế, giam vô cái bản thể, nó đi ngang cái là nó vô trong trái tim, và còn bị xoáy 24 tiếng đồng hồ nữa, hết ra luôn. Và khi chúng ta thiền thì làm pháp luân thường chuyển thì nó hít vô cũng ép trái cật, thở ra cũng ép cái cật, sát vô cũng ép trái cật để nó khai mở. Và khi nó khai mở được cái thiên môn, cái trái cật ngay chỗ đó là thiên môn của bản thể, thì mình qua được cái thiên môn đó rồi đó, mình mới nhắm mắt mình mới thấy sáng được. Thành ra cái về pháp lý mà của pháp luân thường chuyển thì cái phần đó nó rất là quan trọng. Cho nghe luôn cái phần audio. Cho nên khi mà chúng ta làm pháp luân, cái trái cật nó hợp nhất hai luồng điển, nó tung lên cái xương sống, nó xung lên bộ đầu thành chất điển làm ấm bộ đầu, rồi từ đó nó mới thanh thừa thanh, cảm thấy lạnh, tâm cảm thấy hòa mát chứ không phải lạnh, ngay trung tim bộ đầu mới gọi là điển. Thì mình khai mở đến trình độ nào mới kiến tánh? Khi mình làm pháp luân khai mở đến trình độ nào mới được kiến tánh? Mày cũng khó quá hả? Thôi cho nghe cái audio 52. Khi mà chúng ta làm pháp luân thường chuyển, nó hiệp nhất, huệ tâm khai rồi mới kiến tánh được, mới thấy sự sai lầm của chính mình và không dẫm chân vào chỗ sai lầm nữa, thì nó mới trọn lành, kêu bằng thành Phật. Cho nghe luôn phần audio 40. Thượng trung hạ chưa đồng nhất thì không hiểu, mà thượng trung hạ hợp nhất rồi là nháy mắt là hiểu rồi. Đó kêu bằng thanh tịnh. Nhiều người nói thanh tịnh, ông Tám cứ nói thanh tịnh, làm sao thanh tịnh? Quy hội nó mới thanh tịnh. Cho nên các bạn phải làm pháp luân thường chuyển rồi nó mới lập ra cái trượt, nó theo cái trượt, cái thanh nó theo cái thanh, nó có trật tự, nó mới quy hội, nó mới thanh tịnh. Cho xem luôn cái phần video 17. Trong cuốn văn thầy nói là làm con thượng đế thì phải biết hai chiều. Đấy rồi. Dạ, thưa xin trượt và thanh. Dạ, trượt và thanh. Đó, dạ, thầy anh học trượt rồi đó. Dạ. Rồi bây giờ anh mới nhoi lên học thanh, thì nó quân bình, trượt thanh quân bình. Lúc đó anh mới nắm chân lý, mới nói chân lý. Dạ, thưa thầy, nhưng mà đoạn cuối thầy có khuyên là nên quân bình hạ trung thượng. Ừ. Thưa như vậy thì cái trung đó nó có quan trọng không? Nó liên hệ, nó là một, ta ba giới với quy một, thì phải tiến về cái cơ quy nhất quan trọng lắm. Hạ thừa anh thông rồi thì thượng thừa mới là an, mà hạ thường không có thông á thì thượng thừa không có an. Anh hiểu chỗ này không? À, ở khúc dưới từ rúng xuống thì nó cũng tạo cái thế giới loạn được, mà nó không an thì lưỡng nghi không có hợp nhất được. Bên trên thì kiến tạo hai tiếng một luồng điển để đi trở về thì quê xưa chống cụ thiên đàng cảnh nguy nga ngoạn mục ở bên trên. Còn ở dưới này cũng thể tâm tạo được một thế giới, chúng loài người đang sống ở đây từ rúng sắp xuống cái chỗ đó. Cho nên các anh làm pháp luân thường chuyển rồi, nó quy nhất đông nhâm đắp tương thông rồi, nó là đi có một thôi. Ở đây cái ý chí, cái ý ở đây di chuyển đó, là ở đây nó phải nhìn cái linh bề trên đưa xuống, đi một vòng vậy là nó phải nhìn. Cho nên tại sao chúng ta phải tu thiền, phải làm pháp luân cho nhiều, để cho cái nhâm đắp mạch tương thông. Lúc đó chủ nhân ông hạ lệnh là nó chuyển một vòng pháp luân, cái pháp luân đi một vòng vậy nó rước lên cái là thôi thiền, không có lệnh không được làm. Đó, lúc đó chúng ta mới thấy rằng trượt thanh tôi đã học được, mà ba giới đã đạt cái quân mình. Không có lệnh tôi thì tất cả ba giới đều nghiêm nghị ngồi tham thiền niệm Phật, chứ không có được bày biểu một sự gì, một việc gì hết. Còn người thường không có tu, không khai thông ba giới này, ngồi đó nhưng mà nó bày chuyện khác, nó bày chuyện khác đó. Một chập nó bày chuyện này, chập nó bày chuyện nọ, là ba giới chưa quy nhất. Còn ba giới chưa quy nhất là chủ nhân ông hạ lệnh, ông thượng đế hạ lệnh nó mới được làm, còn không hạ lệnh là nó chỉ ngồi yên thôi, lo phận sự niệm Phật của nó. Cho nên con người càng ngày càng mở cái tích hòa đó. Vì chủ nhân ông hưởng được thanh khí điển của cả càn không vũ trụ, hưởng những cái tia sáng của chư Phật, chư tiên, thì chủ nhân ông không bao giờ hạ lệnh mà trước khi chưa tưởng bề trên lại hạ lệnh. Khi mà tưởng bề trên thì luôn luôn
cái lĩnh sáng suốt, hòa cảm, khai mở, chứ không hạ những cái lĩnh kia bằng sanh sát nữa, sát phạt nữa, không có gì đó. Thì luôn luôn tưởng bề trên trước khi hạ lệnh, tưởng bề trên trước khi nói, tưởng bề trên trước khi đi, tưởng bề trên trước khi ăn, luôn luôn như vậy. Thì cái giới kiến thức của chủ nhân âm rộng, lớn rộng, thì không bao giờ đem những cái chuyện eo hẹp mà xây dựng cho lục căn lục trần như trước khi cho tôi. Trước khi cho tôi không biết bài chuyện này nó nghe, bài chuyện nọ nó nghe, bài hút thuốc, bài uống rượu, bài đúng chuyện nó phải phục tùng tùng chủ nhân âm nó làm bậy. Thành ra trong đó nó chia năm xẻ bảy, nó làm cho bệnh hoạn. Còn đây nó hợp nhất. Khi mà chúng ta làm pháp luân thường chuyển đó, thì được cái sự hỗ trợ của bên trên như thế nào? Khi chúng ta làm pháp luân thường chuyển thì được cái sự hỗ trợ bên trên như thế nào? Nó thông một chút rồi, nó thông rồi đó, thì là được bên trên rút lên, thành ra cái người ngồi sẽ là rất là thẳng, mà cả cái con người của mình được ngồi thẳng mà không có bị gục xuống. Là tại vì được cái đầu mình được rút lên. Và cái gì rút mình lên? À, theo thầy giảng đó là khi mà mình làm pháp luân thường chuyển đủ cái sức của mình rồi á, thì là mới được pháp luân thường chuyển của trên rút lên. Dạ. Của về trên rút lên. Dạ. Thì xin ban kỹ thuật cho nghe cái phần video. Dạ. Xin bác Huệ. Khi mà lắp pháp luân thường chuyển đã khai thông đó, thì đốc mạch nhâm mạch mà nó luân lưu nó khai thông đó, thì bộ đầu mình nó bắt đầu nó khai mở, thì lúc đó thanh khí điện ở bên trên nó xuống ngay cái hạ tầng đạo mình xuống, nó lập quân bình trong cái ngũ tạng mà thanh lọc bản thể, cái đó là cái quan trọng. Trong cái vấn đề mình nó khai thông chỉ luân lưu cái chân khí trong cái bản thể mà thôi, mà chưa có hoàn toàn 100%. Nhờ thanh khí điện bên trên xuống ngay cái chỗ mà nó đã mở ở hạ thành đạo, nó xuống nó lập cái quân bình ở trong cái ngũ tạng của mình, thanh lọc cái bản thân đó. Đó là cái hỗ trợ bên trên. Xin cảm ơn bác ơi. Xin ban kỹ thuật cho xem cái video 45. Mà các bạn làm pháp luân thường chuyển rồi nó giải ra. Nó giải ra thì cái luồng điển nó trụ đâu? Trụ ngay trung tim bộ đầu. Thì cái điển nó phóng đi lên, thì bề trên ta cũng làm cái pháp luân thường diễn của chư Phật chư tiên, ta chuyển ta rút mình đi lên, thì mình mới được thường độ thăng hoa. Cho nên nhiều người tu tới bây giờ cũng nói tôi mong được ông Tám độ, ông Tư độ, ông Tiên độ, Thượng Đế độ, không có ai độ nữa đâu, độ một lần một thôi, còn hành là do mình. Hỏi cho bạn thiếu gì mà kêu người ta độ? Tư chi bạn đủ, ngũ tạng bạn đủ, ngũ quẩn là bạn đủ, thiếu cái gì mà kêu ông trời ráp thêm? Không có vụ đó. Bạn bị kẹt, bị giam hãm trong cái ngũ hành sơn này mà không có lối thoát. Cũng như Tôn Ngộ Không 72 phép màu còn phải bị giam hãm trong ngũ hành sơn như các bạn. Các bạn bây giờ đang bị giam trong ngũ hành sơn chứ làm cái gì? Bây giờ muốn làm sao thoát ra cái ngũ hành sơn này? Phải chấp nhận thanh tịnh. Càng thanh tịnh càng được nhẹ, càng thanh tịnh càng được nhẹ. Tôn Ngộ Không phải tu 500 năm mới thoát ra được. Bây giờ các bạn đang bị giam rõ ràng. Càng thanh tịnh đi thì các bạn đi trong nháy mắt. Gương trước là cho chúng ta thấy, ta là người đi sau. Tôn Ngộ Không ngộ có chữ không, mà chúng ta còn chấp mà làm sao mà ngộ được. Các bạn cho biết cái pháp luân thường chuyển nó tác dụng trên ngũ hành như thế nào trong bản thể mình? Dạ, kính thưa Đức Thầy, kính thưa Đức Tổ Sư và phía Văn Đạo. Cái pháp của chúng ta đó, cái pháp luân thường chuyển nó rất là quan trọng. Nó khi chúng ta tập luyện từ người mới cho tới người cũ, nó luôn gắn bó với chúng ta và nó sẽ đi theo từng cái giai đoạn tuổi tác của chúng ta. Rồi đến cái lúc cái tuổi mình mà hơi lớn chút rồi, mình cũng phải làm hoài chứ mình không có thể nào mình nói cho dùng ý, nhưng mình cũng phải làm hoài. Thì khi mình làm đến cái tuổi mình trung niên mình làm rồi đó, mình đụng chuyện đó, mình không có buồn, không có giận. Khi mà mình làm được rồi đó, mình rất là vui, mình không có giận ai hết.
Nhiều khi nói chuyện đụng với nhau anh em chửi hay là mình nóng thiệt nhưng mà mình giải liền. Cho nên cái pháp luân nó rất là quan trọng theo mình suốt cả cái hành trình. Thì con có bao nhiêu đó đóng góp xin ha. Xin cảm ơn anh Bành Chi. Có ai muốn đóng góp câu này không? Nhắc lại câu hỏi. Pháp luân thường chuyển nó tác dụng trên ngũ hành của mình như thế nào? Xin phép. Cái ngũ hành đó nó là cái đặc tính của cái ngũ tạng, tim gan tỳ phế thận đó. Thì mỗi tạng nó có cái hành của nó, cũng như phổi nè là hành kim, gan nè hành mộc nè, tim là hành quả nè, bao tử là hành thổ nè, và thận hành thủy. Thì mỗi cơ tạng đó nó có cái hành, nó nói ngũ hành tức là ngũ tạng đó. Khi mà làm pháp luân tuyển chuyển đó, khi mà mình phình bụng vô, hép bụng đó, là nó động tất cả những cái bộ phận đó. Nó kích động đó, thì mỗi bộ phận nó sẽ bị nhồi tới nhồi lui thế này, nó tiết ra một cái khí. Khí đó, mà năm cái khí hợp lại đó, thì gọi là ngũ khí đó. Mình chuyển lên đầu, ngũ khí triều nguyên là cái chỗ đó. Nhưng mà cái quan trọng là mình thấy cái thận đặc biệt, nó nằm ngay cái cột xương sống. Hai bên nó đặt ngay cột xương sống và có hai cái đường gân nó chạy vô cái ống tủy của mình đi thẳng lên cái ốc. Nó cái chỗ đó là điển nó đi lên đó. Bởi vì nó pháp luân thường chuyển mà khai thông cái gì khai thông? Cái luồng điển nó khai thông. Xuất phát từ cái thận mà cái thận nó do bốn cái bộ phận kia trong con người mình nó tác dụng lại với nhau, hợp lại với nhau tạo ra một khí duy nhất gọi là ngũ khí triều nguyên là cái chỗ đó. Thì cái quan trọng là cái là nói ngũ hành chứ thật là nó là ngũ tạng. Xin hết. Xin ban kỹ thuật cho xem cái video 43 và 46. Cho nên các bạn làm pháp luân thường chuyển thì kim ra kim, mộc ra mộc, thủy ra thủy, thổ ra thổ. Các bạn càng hít thở nhiều chừng nào thì các bạn càng thức tâm nhiều chừng đấy, trật tự nó cởi mở vô cùng. Lúc đó các bạn thấy rõ bạn hơn, thấy rõ quyền năng của bạn hơn, thấy rõ một ngày 24 tiếng chưa có bao giờ các bạn biết lo cho bạn, cha mẹ lo cho bạn, quần chúng lo cho bạn, trời đất lo cho bạn mà bạn chưa biết lo cho bạn. Bây giờ chúng ta tu rồi, chúng ta thức tâm, chúng ta thấy rằng tôi là người yêu hèn nhất các càn khôn vũ trụ này, tôi phải vươn lên và tôi làm những điều cha tôi đã làm, Thượng Đế đã làm, tôi chưa làm, tôi chỉ ý lại nơi Thượng Đế thôi, tôi chưa làm. Ý lại nơi Phật thôi, tôi chưa làm. Video 46. Anh chị ăn các bạn làm pháp luân thường điển thì nó phải quy về kim ra kim, mộc ra mộc, thủy ra thủy, thổ ra thổ, rồi nó hội tụ thành một luồng điển thăng hoa trên trung tâm bồ đạo. Thấy rõ chưa? Mình đạt được cái đó rồi đi tới cái chỗ giải nghiệp đó. Sướng rồi. Tôi thấy cái thiện nghiệp đấy nằm ở trên trung tâm bộ đầu tôi. Nhờ tôi tu thiện là thập thiện thập án chỉ hòa bình, tôi toàn ngã hòa bình thì tôi mới thấy rằng thiện. Và tôi làm cái gì mà được như vậy? Tôi nhờ cái pháp luân thường chuyển. Pháp luân thường chuyển do đâu? Do khí trời đem xuống lấp lại sự quân bình trong nội tạng của chính tôi. Thấy không? Đó. Rồi tôi trung tim bộ đầu tôi mở cái điển nó rút đi, nó mới hòa với cả thanh khí cái càn khôn vũ trụ. Hỏi càn khôn vũ trụ có pháp luân không? Có chứ. Pháp luân thường chuyển vĩ đại của càn khôn vũ trụ mới rút cái pháp luân thường chuyển của tôi. Tôi làm pháp luân thường chuyển trung tâm bộ đầu tôi trụ rồi, cái bên kia nó cũng chạy vòng xuống nó rút tôi ra. Cho nên nhiều bạn ngồi ở đây nhắm mắt nó thấy nó rút bộ đầu. Ai rút? Cái pháp luân thường chuyển càn khôn vũ trụ đã rút. Của ai? Của Diêu Trì Kim Mẫu. Của ai? Của Thượng Đế đã rút. Ngài không cho ngừng nghĩ, đó là cái pháp đưa dân linh trở về thượng thiên thế giới. Mà nếu chúng ta không hướng thì không có làm sao rút. Cho nên trời Phật cũng nói không tu thì gặp Phật ở dưới địa ngục cũng chỉ làm lơ mà thôi, gặp Thượng Đế cũng vậy đó thôi. Mà chịu tu thì Thượng Đế xóa tội tức khắc là rút đi về. Chúng ta có cái lỗ mũi sơ sơ nhưng mà làm pháp luân thường chuyển được, chúng ta còn rút được cái hạ thượng lên trên. Rồi trước dâm dục này kia nọ, bây giờ chúng ta làm pháp luân thường chuyển thế nó bớt rồi, không có nữa. Thì chúng ta đã cứu được cái phần đó đi lên trên trụ đẳng. Các bạn làm pháp luân thường chuyển, nhâm đốc mạnh nó mở thì nó chạy vòng tròn như này, một vòng về này nó rút đi lên.
thì ngũ tạng các bạn hồi trước sân si buồn tuổi giận hờn bây giờ nó bớt rồi. Nhờ ai? Nhờ chủ nhân ông cứu. Mà chủ nhân ông nhờ ai? Nhờ thượng đế. Nhờ thân khí điển của càn khôn vũ trụ giải tỏa sự tâm tối đó và đưa nó đi lên. Rồi khi nó trụ đánh rồi nhờ ai? Cũng nhờ thân khí điển. Cái pháp luân thường chuyển chơn giác thanh quang của thượng đế rút đi. Cho nên ta xuống kêu tu đi con, tu gấp đi, đi về với cha đi con. Nhưng mà tôi mấy chục năm làm sao tôi về được? Tôi không thấy về. Nhưng mà Ngài giảng là trung tim bổ đau hướng tưởng đi, có nguy hiểm cha sẽ cứu. Thấy không? Thì vỏn vẹn hồi nãy giờ chúng ta ngồi đây, cái thể xác ngồi ghề mấy chục kilo, cái gì đang nghe? Cái thức. Cái thức nó có chút xíu à. Mà ông thường đây ông chuyển một chút xíu là nó đi về trên kia rồi. Cho nên giữ tâm thanh tịnh, hướng thiện, quân bình. Thì khi mà chết chúng ta ra đi, trở về chỗ gì? Quân bình thanh nhẹn. Có một chút xíu mánh khóe đó là tới nợ. Mà còn không chịu làm, còn tranh luận, còn hơn thua, không chịu tu. Người truyền pháp giảng bao nhiêu để nghe cho sướng thôi mà nó không chịu hành. Khi mà nó thức tâm nhớ là ta là người truyền pháp và ta phải hành như truyền pháp. Ta là thượng đế, ta phải hành như thượng đế. Ta là Phật, ta phải hành như Phật. Thì mới giải tỏa được sự phiền muộn sai quấy trong nội tâm. Tu là vậy. Chứ không phải tu ngọn đóng để chụp hình ấy. Tu bây giờ tôi tu vậy chụp hình coi ngộ. Đâu có phải vậy. Tu là mở. Cuối cùng thì thời giờ cũng có hạn. Tại sao chúng ta làm pháp luân thường chuyển phải dày công mới khai mở được? Tại sao phải mất nhiều ngày nhiều giờ như vậy? Tôi nghĩ là làm pháp luân thường chuyển phải dày công là tại vì cái pháp luân thường chuyển nó rất là quan trọng. Mình hít hơi thở vào đó thì để cho nó khai thông ngũ tạng ở bên trong người. Mà khi mà ngũ tạng của mình được khai thông rồi đó, nó mới đem được cái luồng điện của ngũ tạng mình đi lên trên đỉnh đầu. Thì lúc đó mới được cái luồng điện của bề trên rút lên. Thì chúng nó phải, tại vì cái ngũ tạng của mình nó tăm tối bao nhiêu năm, nó không có được sạch, nó không có được thành ra bao nhiêu kiếp rồi. Bây giờ phải hít vào nhiều cái hơi thở để cho cái ngũ tạng của mình nó mới được thanh sạch, nó mới đi lên được, thì ở trên mới giúp mình lên được. Các bạn đạo này có ý kiến thêm nữa không? Dạ, em xin đóng góp là con người của chúng ta có một cái trung khí. Nếu mà mình tiếp tục không dung bồi cái trung khí á, thì nó sẽ từ từ mất đi. Thì cái luồng điển mình không được phát triển. Thành thử chúng ta phải làm pháp luân thường chuyển để luyện cái trung khí của chúng ta càng ngày càng tiến lên, thì chúng ta mới đạt được cái sự thanh nhẹ. Xin cảm ơn anh. Các bạn đạo có ý kiến khác không? Để phép trả lời. Cái anh Bảo nói là cái công phu mình bỏ ra mình làm, chứ không phải nó cái tác dụng của cái công dụng của pháp luân thường chuyển. Bởi vì ông thầy hồi xưa mới tu, ông làm pháp luân thường chuyển không được, thở không được. Phải giái Quan Thế Âm cầu xuống cứu độ rồi này kia cho nằm chim bao rồi. Này, cái vấn đề này phải tập luyện khổ công mới là thành đạt. Chứ không phải nói rồi thở một cái rồi điển rút vào độ. Này, cái vấn đề phải 5 ngày dài tháng, có thể 5-3 năm, có thể 10 năm, mà có thể nhiều người 2-30 năm điển chưa rút. Đó, xin lỗi. Có ai có đóng góp ý kiến tại sao mà mình phải dày công lâu ngày lâu tháng vậy, mặc dù mình phải thở? Xin bên phái nữ này cũng có. Thưa Bảo hỏi là pháp luân thường chuyển á, nó di diệu như vậy mà tại sao mình phải dày công lâu năm lâu ngày lâu tháng? Tại vì mình thấy cái cơ thể mình nó nhỏ như vậy nhưng mà ở bên trong á, thì nó rất là lớn rộng. Cho nên mình phải dài công để mà mình khai mở ở bên trong. Dạ. Dạ, con xin cảm ơn chị, sự đóng góp của chị. Rồi xin ban kỹ thuật cho nghe cái phần audio A7 đi rồi mình chấm dứt cái này. Rồi bây giờ mình cứ y vậy đó, mình cứ sửa lại, bắt buộc nó phải sửa lại, ngày vô rúng.
mà vô ngực tu lên bộ đầu. Tại sao sau khi mà mình đem vô nó là động loạn, mà sau sự động loạn là đi tới thanh tịnh. Cho nên mình làm pháp luân rồi á, nó thông rồi, ngồi nhắm mắt thấy cảnh là thanh tịnh mới thấy cảnh. Và thanh tịnh sau sự động loạn của âm dương, nó mới hoan xê được hai bên, nó rõ rệt kịp, mới thấy được. Chứ còn mình làm pháp luân nó không phải tịnh đâu, nó là động loạn. Nhưng mà trong cái động loạn, những cái cuộc hành quân thanh bình hết rồi, cái nó thấy không có gì hết. Cho nên tu ở đây nó càng ngày càng minh định á, cái hơi nó càng nhẹ. Hầu vô mình ngồi mình thấy hít vô, nhưng mà người ta dòm thấy mình không có hít. Nhưng mà cái bụng nó lớn, ngực nó nở lần, nó cứ nở hoài vậy. Mà người ta thấy nó, ông này đâu có hít, nó được nhẹ rồi. Còn người ban đầu mới tu là hít vô nó nghe trong lỗ mũi cái hơi chạy mạnh. À, nó là chưa thông. Chừng nào nó thông rồi thì cái hơi nhẹ lắm. Còn nói chuyện hít vô mà nó kêu lộn xộn này kia kia nọ là cái hơi còn yếu. Nó cung cấp không đầy đủ. Cũng như là người ta nói cái trong nước anh 21 tỉnh mà anh mới làm việc có 3 tỉnh, còn bao nhiêu tỉnh chưa xong, nó thiếu. Thì bây giờ làm nữa, làm thét cho nó đầy đủ rồi thì nhắm mắt thấy sáng như đèn neon là đều hết rồi, toàn quốc khai thông, biến thành cái xá quỷ quốc. Còn cái hữu duy, mình còn có ý, mình thích, còn nhớ, mình thích. Khi mà nó làm quen nó thuần thì không có cái ý vừa nói hít nó pháp luân là nó làm rồi. Bây giờ nghe là ông chủ tu nè, chủ nhân ông tu nè, rồi tới cái vía tu nè, rồi tới lục căn lục trần tu nè, rồi tới nhân viên ở trong cơ quan tim gan tỳ phế thận tu là 1250 vị tỳ kheo tu nè, rồi tới lỗ chân lông tu nè. À. Rồi cây cối trong này nghe là bốn gấp đều có bốn đứa con trai cũng tu luôn nè. Mấy ông tướng không phải lâu thôi, cắn ở trong đó cũng phải tu, khắc phục toàn quốc mà. Cũng như là một cái quốc gia chứ không có thiếu một cái gì hết rồi. Mà tất cả đều tu, bây giờ mình mới có hồn biết tu thôi, chưa thiệt tu. Rồi một thời gian tu rồi vía nó mới theo mình tu, rồi lục căn lục trần nó mới tu. Rồi những nhân viên nó tu lần lần, có lớp lan chứ đâu có phải một lần một lắm. Tưởng đâu mình tu rồi thành đâu có được. Cái hồn mình còn chưa xong, chưa tới cái vía, chưa tới lục căn lục trần. Nó có thứ tự, đâu có lộn xộn được. Cho nên ở đây thấy thì nó đơn giản vậy, nhưng mà hết sức dày công. Mà sau dày công là đoạt được, thấy đoạt được bao nhiêu là bao nhiêu, chắc chắn không có bao giờ mà mất. Như tôi bây giờ tôi nói thôi làm biến, tối nay xả hơi đừng công phu, không có được. Đúng giờ ở trong này tôi không công phu, chứ tụi này nó tu rồi, nó lo vậy, nó công phu, tôi cũng phải vậy, tôi chứng minh. Thì tự nhiên là tôi đâu có bỏ được. Chủ nhân ông phải vậy chứng minh, hay vậy chứng minh là vừa chứng minh rồi là dọt đi rồi, cũng phải công phu nữa, phải tu nữa. Thì toàn quốc người ta tu rồi mà mình đâu có bỏ được. Còn một mình chủ nhân ông tu có thể thất bại. Cái này mình tu toàn quốc mà, không có chỗ nào không có. Cho nên cái pháp luân á, lần lần, càng ngày rồi ông mới thấy cái hít càng xa, càng dài, cái hơi càng ngày càng mạnh. Rồi nói tới bản thân thế gian, mình thấy càng ngày càng trẻ, mà nói về nội tâm mình được thanh bình nữa. Mình vô mình thấy công chuyện mình điều khiển được ở bên nội bộ của mình. Thay vì nội bộ mình phải nhờ bên cái ngoại cảnh điều khiển. Nhưng mà bây giờ mình điều khiển được nội bộ của mình, không có nhờ ngoại cảnh nữa. Thì có người tâm bất động, nó nhờ ở đó. Còn điều khiển không được thì tâm nó phải động. Dạ, xin thưa quý bạn đạo, chương trình ôn lại phương pháp công phu Pháp Luân Thường Chuyển đến đây đã chấm dứt. Tôi cũng xin thành thật sự đóng góp của các bạn và xin chúc các bạn thiền. Xin cảm ơn các bạn.